logo của xe Mac mới bây giờ là xoay thoải mái nha các bạn, không sợ đâu, không sợ gãy. Thưa các bạn, trong chương trình trước thì chúng tôi đã giới thiệu về cái mẫu C300 AMG và C200 2019 mới ra mắt. Thì trong chương trình lần này thì chúng tôi tiếp tục giới thiệu với các bạn phiên bản ở giữa. Ngày xưa thì gọi là C250, tuy nhiên trong cái dòng sản phẩm mới này, C250 đã biến thành C200 Exclusive. Chỉ là cách gọi tên mà thôi. Còn về nguyên lý, về trang bị, các cái tính năng rồi vân vân thì nó cũng vẫn như ngày xưa thôi. Thì điều đầu tiên trên cái sản phẩm này các bạn sẽ thấy được là bộ đèn mới á. Đèn trên C200 Exclusive là đèn multi-beam. Nó giống với đèn của C300 AMG mà chúng tôi đã giới thiệu. Còn trên C200 lại thấp hơn. Nhưng thứ mà tôi muốn nói với các bạn ở đây á, chính là cái động cơ trên cái dòng C mới này. C300 thì vẫn dùng động cơ cũ, nhưng C200 và C200 Exclusive thì dùng động cơ mới. Mà trong chương trình lần trước thì tôi cũng đã chia sẻ rồi. Đây là một cái dòng động cơ lai. Động cơ lai nhưng mà lai hạng nhẹ, lai cấp thấp. Có thể dùng một cái từ nào đó bởi vì mình, người Việt mình chưa phải là sáng tạo ra công nghệ. Cho nên là giữ nguyên cái tên tiếng Anh của nó là Hybrid thì hay hơn. Động cơ Mac thì vẫn rất là đẹp. Thì cái động cơ này nó sẽ bổ trợ thêm một cái động cơ nhỏ, nó khoảng 14kW mã lực, để hỗ trợ cho xe khi mà chúng ta khởi hành này. Chúng ta đề nổ, ngay từ lúc đề nổ thôi bạn cũng sẽ nghe được cái tiếng động cơ nó êm hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là cái động cơ này nó cũng không phải là rung quá, nó không rung quá đâu. Cái tác dụng thứ hai của nó ấy, là khi mà chúng ta tăng tốc thì nó cũng hỗ trợ thêm cho cái quá trình tăng tốc. Cái tác dụng thứ ba là khi mà chúng ta thả trôi ở cái tốc độ cao đâu đó khoảng 50 mà rất là xuống dốc ấy, khi đấy là ở cái chế độ không tải cưỡng bức ấy, 50 đến khoảng 130 gì đó, thì nó cũng ngắt cái động cơ xăng ra, còn mỗi động cơ điện thôi. Rất hay. Thì nó giúp cho cái việc nhiên liệu, cái lượng tiêu thụ nhiên liệu nó giảm bớt đi. Và đặc biệt là trong quá trình tăng tốc nó cũng thêm cái moment, thêm cái công suất để xe có thể tăng tốc tốt hơn. Giảm turbo lag nhé. Và đặc biệt là khi mà trong các quá trình thử nghiệm mà cũng công bố là cái mẫu xe này nó, cái động cơ mới này nó giảm đâu đó khoảng 0,7 đến 0,8 lít trên 100 cây. Như vậy là cũng là một con số rất đáng nể đấy thưa các bạn. Và cái động cơ này nó cũng sẽ tự động tái tạo năng lượng khi mà chúng ta đạp vào bàn đạp phanh. Khi mà phanh ấy, thì cái năng lượng mất đi nó sẽ dùng để nạp lại, gọi là phanh tái tạo năng lượng. Và thực ra mình cũng rất muốn chia sẻ thêm về một cái yếu tố là trong cái thời gian vừa qua, cách đây chừng 1-2 tháng thì có một cái vụ tai nạn là cái vòi escape nó đâm bùm đoàng phát vào cái đầu xe Mac. Thì có nhiều ý kiến cho rằng là sẽ escape cứng hơn, nhưng thực sự thì mình nghĩ chưa hoàn toàn là chính xác. Bởi vì đối với trong phần thiết kế xe hơi ấy, cái phần này này, cái phần từ cái phần mình chỉ ra đây nhá, đến cái phần đầu xe này này, thì nó phải thiết kế dạng mềm. Mềm ở đây được hiểu theo yếu tố là nó có thể hấp thụ được xung lực. Cho nên khi mà đâm đấu đầu á, thì thực thế nó phải hấp thụ lực như thế thì nó mới bảo vệ được cái người lái. Còn nếu không, lực nó lại dồn từ đây vào người lái là chết luôn ấy. Còn cái phần cứng, cần cứng nhất ấy, thì nó lại phải nằm ở cái khu vực này, cái khoang lái ấy. Đó, thì để mình chia sẻ thêm. Và đặc biệt là cái phần này cứng nữa, nó quá cứng thì nó làm sao ạ? Khi mà nó đâm đoàng vào con người đi bộ thì người đi bộ chấn thương nặng. Mình phải dùng động từ hơi mạnh để các bạn có thể hình dung thêm là không phải cứ là đâm lõm vào hay như thế nào là xe mềm, xe không an toàn. Điều đấy không hoàn toàn đúng và cũng không hoàn toàn chính xác. Chúng ta phải xét ở nhiều yếu tố nữa. Và thưa các bạn, quay trở lại cái dòng xe C-Exclusive mới này thì các bạn có thể thấy là cái vành nó cũng khác nhé. Nó là tương phản giữa phần phay và phần màu đen. Đấy. Và tiến ra phần đường sau, phía đuôi, thì các bạn cũng có thể thấy được cái đèn hậu này nó cũng khác. Có lẽ là mình sẽ không phải nói miêu tả quá nhiều về cái sự thay đổi nữa, bởi vì trong chương trình trước thì mình cũng đã chia sẻ khá nhiều về cái đèn này rồi. Và các bạn cũng có thể thấy được những cái hình quay trong đêm á, thì cái đèn nó đẹp như thế nào. Và giá trị của những cái đèn này nó không hề rẻ đâu, cho nên đi đâu chúng ta cũng phải cẩn thận. Vỡ tốn tiền lắm hoặc là phải mua bảo hiểm nhá. Dòng xe này thì nên mua bảo hiểm.
công nghệ càng cao thì càng đắt tiền. Cốp thì vẫn là cốp điện. Xe còn mới nguyên này. Phần cản dưới này thì cũng được mạ chrome này, bô đôi trang trí à. Nói chung là xe Đức thì nó cũng auto đẹp. Cái vẻ đẹp của nó khác với vẻ đẹp của xe Hàn và xe Nhật. Vẻ đẹp của nó bền theo thời gian hơn, thưa các bạn, chắc chắn một điều như vậy. Các bạn có thể thấy những cái xe tới từ Đức cách đây khoảng chục năm rồi, nhìn vẫn rất là yêu thương long lanh. Nhưng mà có những cái dòng xe Hàn chỉ cần trôi qua khoảng 3 năm là nhìn là nó không phải là cũ đi, nhưng mà cái kiểu thiết kế đấy mình lại không thích nữa. Nó nhanh chán mắt. Bây giờ mình sẽ vào khoang xe luôn. Đây. À, trên C200 nha các bạn. Trên C200 này. C200 thì sẽ không có nhớ ghế, nhưng C300 sẽ có 3 vị trí nhớ ghế. Và có thể điều khiển cả cái tấm đỡ chân ở dưới đây. Nó có thể nối dài đấy. Rồi, ai hỏi mình là mua xe nào ngon, dòng xe nào ngon, hoặc là xác định như thế nào, thì mình cứ bảo cách đơn giản nhất là cứ càng tiêu nhiều tiền, chi nhiều tiền thì xe càng ngon. Và giá rẻ thì trên cái dòng xe này cũng được. Dù sao nó cũng là Mercedes, cho nên cái trang bị thì phải là cao cấp rồi. Bởi vì Mercedes đã định vị mình vào phân khúc sang trọng thì đương nhiên rồi, cửa chắc chắn, loa Bumaster nhá, ốp gỗ này, bọc da trên thành cửa này, rất là đẹp. Thì so với cả C300 hay là C200 ấy, thì C200 Exclusive nó nằm ở giữa. Các bạn có thể thấy nó sẽ được trang bị cái màn hình to. C200 thì không có, C300 lại giống C300. Nhưng mà cái đồng hồ bảng công tơ mét đây, thưa các bạn, đấy, cũng thiết kế thể thao. Nhưng nó lại không kỹ thuật số hoàn toàn như của C300. Có thể nói là C200 Exclusive nó là lai giữa C200 và C300 AMG. Để các bạn có thể lựa chọn mức giá, nó cũng nằm ở giữa, trang bị nó cũng nằm ở giữa. Đấy, vô lăng này thì cũng khá là giống vô lăng của C200 mà thôi. Nó sẽ không có cái mảng bọc nhôm ở đấy. Các chức năng này thì mình cũng đã giới thiệu trên cái dòng C300 AMG rồi. Các bạn có thể xem lại cái video đó để có thể thấy được. Và đây màn hình. Thứ nhất là cái màn hình. Màn hình rất là đẹp. Mẫu xe này cũng chỉ có camera lùi thôi. Đấy, camera lùi thôi. Với hai vùng quan sát. Chưa có camera 360. Sạc không dây. Kết nối Apple CarPlay nó là tiêu chuẩn. Thì các cái tùy chỉnh chúng ta có thể tùy chỉnh ở đây nhé, từ kết nối định vị rồi hệ thống vân vân, thì chúng ta có thể chỉnh ở đây. Một cái điều mà hơi tiếc là như mình đã nói rồi, cái cần số này thì nó khá là đơn sơ. Cái thứ hai nữa là cái cảnh báo ất xuất lốp trên cái dòng xe C này, thì khi mà nó bị vấn đề ở một cái lốp nào đó thì nó báo chung chung thôi. Còn thông thường thì bây giờ các dòng xe mới bây giờ là báo trên từng cái bánh rồi, thì sẽ biết được cái bánh nào và biết được cái áp suất trong từng bánh là bao nhiêu, thì chúng ta có thể lấy được. Và cũng như cái thông tin mình đã chia sẻ thì cái gói semi autonomous thì cũng chưa được trang bị trên cái mẫu xe này. Chính vì vậy cho nên chúng ta sẽ không thấy được cái cảnh báo điểm mù, hay là sẽ khó có thể tìm thấy những cái chức năng như là lane keeping, tức là hỗ trợ giữ làn, rồi hỗ trợ chuyển làn, phanh khoảng cách. Bởi vì tất cả cái đó họ bán theo một gói. Bán lẻ thì không ăn thua, cứ bán theo cả gói đi. Mình là tạo ra cuộc chơi mà, những cái dòng xe của Đức họ thường ra tạo được xu hướng và tạo ra được cái luật chơi. Cho nên nhiều khi họ sẵn sàng áp đặt lên khách hàng. Tạo ra xu hướng, xin lỗi dùng từ nhẹ hơn, nghe áp đặt ghê quá, ướp bức bóc lột. Thì còn các cái phần thiết kế như là công sơn này, rồi toàn bộ cái dàn táp lô trước này vân vân, thì nó cũng tương tự như các cái dòng xe đời trước thôi. Và có lẽ chỉ còn khoảng 2 năm nữa thì cái ngôn ngữ thiết kế mới nhất sẽ được ứng dụng trên dòng xe C này. Và mình chắc chắn với các bạn một điều rằng là những cái cửa gió điều hòa, những cái hàng phím này nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và cái
style, cái phong cách về thiết kế các bạn có thể tham khảo trên chính những cái dòng mới nhất bây giờ, trên cái dòng B, cái dòng A vừa mới ra mắt đấy. Và ở trên các dòng xe Mac nhá, đều luôn có cái vị trí để các cái chai nước hoa. Mùi xe là một vấn đề cũng rất quan trọng đối với các chị em. Tôi đã thử phỏng vấn khá nhiều chị em rồi thì khi mua xe người ta rất quan tâm đến cái mùi. Đôi khi thiết kế ngoại thất như thế này, tính năng như thế này, tính năng thì đôi khi chả dùng hết đâu. Có những chị mua xe 4-5 tỷ chưa bao giờ bật cái Bluetooth lên dùng. Nhưng tất nhiên cũng có nhiều chị em là dùng công nghệ. Nhưng tất cả đó đều có một cái điểm chung rất chung, đấy chính là phải mùi nó phải thơm tho. Và bây giờ mình sẽ không ra hàng ghế sau nữa, bởi vì nó cũng giống chiếc C300 AMG mà thôi. Có điều da nó là dùng da khác, da màu trắng hơn, màu kem. Xe mới mình hạn chế di chuyển, sợ bẩn, ngại lắm. Mới đóng nhẹ cửa tôi đã bị kêu rồi. Thử nghiệm 10.000 lần nhá. Mới đóng nhẹ cửa bị kêu làm bẩn quá đấy, chết. Đấy, các bạn có thể nghe thấy tiếng khởi động không? Cũng không hề chém đâu nhá. Và nhà sản xuất cũng không hề chém đâu. Thực ra cái chức năng của cái động cơ này nó còn một cái tính năng nữa rất là hay. Nếu như ngày xưa mà chúng ta hay thấy những cái chế độ như là start stop giữa đường á, tự động ngắt động cơ khi mà dừng đèn đỏ ấy, thì chính cái động cơ điện này nó cũng hỗ trợ rất tốt cho cái chức năng đó khi mà không phải sử dụng nguyên cái động cơ xăng nữa. Chính vì vậy nó cũng sẽ tăng tuổi thọ hơn và nó sẽ êm ái hơn nhiều. Bây giờ thì thôi đi thôi, không nói nhiều. Vẫn là chức năng Eco Comfort, 5 chế độ lái Sport, Sport Plus và Individual. Đấy, dòng C200 Exclusive này đúng như cái tên của nó, mình sẽ đi Eco mà thôi. Eco chậm. Hộp số trên các cái dòng xe C bây giờ thì cũng đã lắp hộp số 9 cấp rồi, 9G Tronic rồi. Trời ơi, ngày xưa thì chỉ có 4 cấp thôi, thậm chí 1 cấp. Bây giờ 9 cấp liền. Và các bạn cũng... có lẽ là mình cũng phải chia sẻ rằng là hộp số 9 cấp của dòng xe sang nó cũng khác 10 hoặc 11, 15 cấp của những cái dòng xe bình dân nhé. Nó sẽ khác nhau nhiều đấy ạ. Ngoài về vật liệu này, công nghệ vật liệu này, rồi thuật toán điều khiển, rồi sự tinh vi trong chế tạo vân vân, nó sẽ phải khác. Chính vì vậy giá nó phải khác nhau. Giá của hộp số 9 cấp mình là trên Mercedes chắc chắn sẽ phải cao hơn giá của cái hộp số 10 cấp lắp trên những cái dòng xe Ford. Êm, nhưng khi cần nhanh thì nó nhanh. Chung với công suất máy của những cái dòng xe Mac này thì hoặc những cái dòng xe Đức, kể cả những cái dòng xe nhỏ như này đều là thoải mái luôn. Với những cái con Toyota Wigo đấy chẳng hạn, hoặc đối với những cái xe Vios, nhiều khi mình phải dùng từ mô tả phải đứng người lên mà đạp. Nhưng cái này chỉ cần mớm ga thôi, các bạn có thể thấy nhá, cái thông số xe này này, cái độ nhạy của chân ga nó rất là tốt và nó sẽ thay đổi khi mà mình chuyển chế độ này. Và khi mình phanh nhá, trên C300 AMG các bạn sẽ thấy cái đường phanh này, cái màu xanh là màu đỏ, còn này là màu xanh. Màu xanh nó biểu tượng cho, nó biểu trưng cho cái việc là nó thể hiện cho một cái việc là tái tạo năng lượng này, tái sinh năng lượng này, nạp lại cái động cơ điện trong cái khuôn viên giới hạn như thế này với... Rõ ràng là mình sẽ không có cơ hội để thử những cái sức mạnh của các cái dòng xe C mới này. Nhưng rõ ràng là chúng ta có thể cảm nhận được cái sự êm ái. Và đấy thôi. Rồi, đây là những cái thông tin rất nhanh về cái sự thay đổi của C200 Exclusive 2019, bản thay thế cho C250 đời trước. Còn bây giờ thì rất mong các bạn hãy tiếp tục subscribe cho kênh, cũng như hãy comment điên đảo. Và nếu thấy hay thì xin một cái share thôi. Share là share nhá, chia sẻ chứ không phải xin một cái share này đâu. Để chúng tôi sẽ có động lực tiếp tục sẽ đưa ra những cái thông tin tham khảo, những cái video, những cái chương trình, những cái nội dung để các bạn có thể tham khảo trước khi quyết định mở vị xuống tiền.
Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Xin chào anh em. Chúc anh em luôn có những thời gian vui vẻ để thưởng thức những cái video của chúng tôi làm. Xin chào và hẹn gặp lại.